Vâng, Hoàng Gia đó xin kính chào các bác nha. Ngày hôm trước thì em có lên sóng được mấy cuốn băng Scott Nguyên Siêu. Băng Nguyên Siêu tức là băng chưa bóc tem từ khi sản xuất ra. Nhiều bác sẽ thắc mắc hỏi là tại sao liệu băng này nó còn sản xuất nữa không? Thì xin thưa các bác là những cái dòng băng cuối bây giờ là họ gần như nha, không phải gần như là mà chắc chắn luôn là không còn đơn vị nào sản xuất băng cuối nữa. Bởi vì cái thị trường cung và thị trường cầu ấy ạ, tức là cái gì ạ? Cái thị trường nhu cầu của khách hàng ấy, nó không đủ đáp ứng để một cái công ty hay một cái nhà máy để sản xuất một cuốn băng này nữa. Thì đây là những cái băng tồn kho, tức là chưa qua sử dụng và cũng như chưa bóc tem, nên là những cái dòng băng này nó rất là ít và nó rất là hiếm. Khi về ấy, thì nó còn khá là đẹp các bác nhé. Đấy, và giá của nó cũng khá là cao. Thông thường ấy, những cái băng như này thì băng bột nước thì rất là nhiều. Băng bột nước có nghĩa là băng đã có chương trình của nước ngoài đã thu rồi, thì về Việt Nam là bắt đầu là xóa đi và thu lại chương trình cho các bác. Còn với những cái băng nguyên siêu như này, tức là băng mới từ khi xuất xưởng và chưa được sử dụng một lần nào và còn nguyên tem, nguyên mác, nguyên đai, nguyên kiện, đấy thì gọi là băng mới 100%. Thì bên em thì cũng còn có vài cuốn thôi. Đấy, thì sắp tới thì hình như có về thêm được vài cuốn của TDK với cả Maxen băng 7 nguyên siêu. Đấy, hàng sưu tầm. Thì em mua ở bên nước ngoài về. Thì bác nào mà quan tâm đến Maxen sữa băng 7 và TDK mà Ampex các bác, Ampex chứ không phải là TDK, Ampex băng 7 nguyên siêu thì em chỉ có vài cuốn nữa. Đấy, thì hôm nay thì còn Scott này em có mỗi bác cũng chốt vài cuốn rồi thì gần như là không còn nữa, còn hai ba cuốn nữa thôi. Nếu bác nào mà quan tâm đến Scott nguyên siêu này thì em còn khoảng 2 đến 3 cuốn nữa, thì bác nào lấy thì báo lại em thì em sẽ chuyển cho các bác. Và bây giờ em sẽ bóc hai cuốn nguyên siêu này để làm hai chương trình cho bác khách ở Hải Phòng. Đấy, bác Hải Phòng thì bác có đặt hai cuốn nguyên siêu và bác là nhờ bên em thâu luôn cho bác. Đấy. Một cuốn như thế này là 1 triệu, tiền thâu 200 là 2,2 triệu. Đấy. Một cuốn này các bác nếu mà mua về để trưng bày này, mua để sưu tầm này, là em bán 1 triệu một cuốn. Đấy. Nên là hôm trước có bác ở trong miền Nam cứ mặc cả cái vấn đề mua 5 cuốn thì 800 rồi thế nọ thế kia. Thế là em bác ấy đồng ý là mua, thì em nói luôn là nếu mua số lượng nhiều thì em để giá tốt. Sau đó bác ấy bảo ok, chiều bác chuyển khoản, trong lúc sau bên em đóng hàng gửi ra bưu điện rồi thì bác ấy nhắn tin bảo bác ấy chuyển khoản, thì bác lại bảo là bên em bán hơi cao. Thì em nói luôn là thực ra thì em nói luôn là bác thuận mua vừa bán thôi, chứ em những cái băng này ấy, nói thật với các bác là các bác nhiều khi có tiền chưa chắc đã tìm được. Đấy, nên là không phải là nó nhiều trên thị trường để các bác mua đâu. Nên là các bác lưu ý rằng là nếu các bác thấy là thiếu mà các bác thấy thích đấy, giá như thế rồi các bác thấy thích thì các bác mua thôi. Nên là những cái đơn của bác ấy thực ra là em đã chuyển ra bưu điện rồi, nhưng mà bác ấy nói như thế thì em cho hoàn lại về ngay, bởi vì thực ra em cũng nói luôn là em cũng không nhận được giá tốt hơn, và cái dòng băng này nó cũng đắt chứ không rẻ đấy, không ai muốn đắt cho các bác đâu, nhưng vấn đề là nó không có nhiều đấy, thì cũng chỉ còn có 2-3 cuốn thôi. Thế bác nào đấy thì liên hệ, và bây giờ em sẽ bóc cho các bác nhá. Đây, sẽ cùng các bác này bóc này để các xem băng nguyên siêu nó như thế nào nha. Đấy, bóc băng nguyên siêu luôn. Bác nào mua được số lượng nó khoảng 5-7 cuốn trở lên thì thôi em bớt cho một chút. Nhưng vấn đề là các bác mua toàn một cuốn với hai cuốn thì em cũng không bớt được. Đấy, đây băng nguyên siêu này. Đấy, nhìn băng này các bác nhìn này. Đấy chưa? Nhìn này nó lóng lánh chưa? Đấy, nó không có đầu băng nhá. Những cái băng này nó không có đầu băng như đây. Nó chỉ thế này thôi các bác này. Đấy, và các bác giật ra này. Đấy, giật ra nha. Đấy chưa? Giật ra này. Đấy, đầu băng này nó trên này nó có số này. Đấy, 15150 này, đấy đấy đấy. Và các bác nhìn này, cái sợi băng của nó đẹp như thế này này, khi băng mà nó chưa thu ấy, cái mặt băng nó nhìn này, thấy chưa, nó nì như thế này luôn này. Đấy đấy, nó nì, nó nì, nó không xước sát gì đấy, các bác nhìn chưa. Đấy, em phải dùng điện thoại gọi là độ phân giải cao, dùng cái chế độ hình ảnh cao nhất để em quay sát cho các bác nhìn này. Đấy, còn băng mà đã thu qua một nước rồi thì nó sẽ không có cái nì như này đâu, nó sẽ có những cái vết băng. Đấy, em sẽ lấy một cái cuốn cho các bác nhìn nha. Đấy, nên nhiều khi các bác hình dung đấy, băng này các bác nhìn này, được chưa? Đấy, nguyên siêu nó như thế này, được chưa? Đấy, rồi bây giờ em sẽ lấy cho các bác một cuốn băng, băng một nước đây, đây băng một nước đây, đấy băng một nước đây, đây băng một nước đây, bác nhé, băng một nước đây, băng một nước thì nó rất nhiều, đấy, đây băng một nước, đây băng một nước đây, các bác nhìn này, các bác nhìn nha, đấy băng một nước này, nhìn này, đúng không? Thế dây băng nhìn này, các bác nhìn này. Đây, cuốn này vẫn là đẹp này, cuốn này băng một nước thì cũng là đẹp này. Đấy, cũng còn là đẹp này. Dây băng cũng còn đẹp này. Đấy, cũng còn khá đẹp nha. Đấy, như cuốn một nước này là đã chất này này.
Đấy, nhưng cũng có những cuốn băng là nó cũng có cái độ trầy xước đấy, bởi vì là khi nó thu băng đấy thôi, những cuốn băng nó đã thu rồi thì nó chạy qua đầu từ rồi thì nó phải tiếp xúc vào đầu từ thì làm sao nó còn mới được. Đây đây nè các bác nhìn xem, hai cuốn băng này đấy chưa, băng một mới tinh nó khác, từ cái xương cái nhựa nó khác đúng không ạ, băng một nước nó khác này, nhưng các bác nhìn băng một nước với băng mới tinh thì cũng được 1/8 1/10 thì như thế cũng là ok lắm rồi, em nói thẳng luôn. Những cái cuốn băng một nước của em tuyển cũng rất là đẹp và kỹ đấy, chứ không phải là hàng ấy đâu, hàng em chọn mua hàng lô đâu đấy. Bất kỳ những gì mà các bác kêu lỗi băng miếc gì thì em đều đổi cho các bác luôn, nếu mà các bác em thâu cho các bác mà các bác bảo nó bị thế nọ thế chai thì em đổi cho các bác luôn đấy, mà do băng em phát hiện là do băng đổi luôn đấy. Đây để băng một nước này đấy. Thế nên nếu là thành ra là băng một nước nó rẻ hơn rất là nhiều, cả một cuốn băng thâu xong có 800.000 đồng thôi, nhưng băng mới thì các bác biết rồi, các bác phải cộng thêm 400.000 nữa, tức là nó gấp đắt gấp 1,5 lần các nhá, gấp đắt 1,5 lần so với băng băng một nước. Đấy, nên là bác là chúng ta tự cân đối thôi. Thực ra thì những cuốn băng như này ấy, tính ra thì so với giá tiền thì nghĩ là nó đắt, nhưng mà nó lại có nhiều cái giá trị trong này các bác ạ. Thứ nhất là băng mới chưa thâu lần nào, thứ hai là mà có thâu đi thâu lại thì dây này quá yên tâm, không phải nghĩ. Thì các bác đắt thêm 400.000 nữa thì các bác chơi những cuốn này thì không phải nghĩ cái gì nữa, mỹ mãn luôn, về đẹp này, về chất này, được chưa? Đấy, băng là băng mới nữa mà thu đi thu lại thì quá yên tâm các bác nhá. Tất nhiên là băng một nước thì thu đi thu lại nó vẫn ok rồi, nhưng mà nếu mà mình chơi được có tiền, mình chơi được hàng mới thì ok hơn đúng không? Đấy, các bác nhìn ra này, đấy ok hơn đúng không ạ? Đấy, thì đấy là cái chia sẻ của em thôi, còn cái này nó còn phụ thuộc vào cái kinh tế đúng không ạ, tài chính của mỗi người nữa. Đấy thì đấy em xin bóc hai cuốn này để quay cho bác khách ở xong Hải Phòng. Đấy bác lấy của em đây, bóc thêm cuốn này nữa này. Đấy nha các bác nha, hàng nguyên siêu này, chưa bóc nha. Đấy mới cứng cựa luôn, tồn kho chưa sử dụng. Đấy, lần đầu tiên thấy mặt trời. Lần đầu tiên thấy mặt trời nha các bác nhá. Đấy. 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 Nói chung là 10 cuốn như 10 thì không có gì phải nghĩ. Đấy. Các bác nhìn. Này, đây. Đây tai dây điện này. Đấy. Bóc tem này. Đấy, thấy không? Đẹp như thế này. Chỉ không sợ không có tiền mà mua thôi, chứ thực ra thì cũng chả phải cao đâu các bác ạ. Nhưng có điều nó cũng hiếm, nó không có nhiều đâu. Đấy, bác nào muốn sở hữu thì liên hệ luôn nhá. Cảm ơn các bác, em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong clip tiếp theo nha. Số điện thoại em sẽ ghi trên tiêu đề mày viết ạ. 0975884. Cảm ơn các bác rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các video tiếp theo của Zalo.